Trong tuần này, chảo lửa Đông Âu đã được đổ thêm dầu khi Nga chính thức thừa nhận độc lập hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk tại Ukraine và hợp thức hóa việc điều binh lính đến miền Đông để gìn giữ hòa bình. Cả thế giới đều nhận định Nga đã bắt đầu xâm lược Ukraine và đây chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc xâm chiếm toàn diện. Nga có lý do của Nga khi cho rằng đã qua thế kỷ 21, gần 77 năm sau Thế chiến thứ hai, họ vẫn cảm thấy bất an về kinh tế hoặc thậm chí có nguy cơ về tính mạng vì những lệnh trừng phạt và chèn ép từ phương Tây và không ai có thể dung thứ cho những việc làm của Mỹ và NATO. Không để thế giới chờ đợi lâu, rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã nã tên lửa vào chính thủ đô Kiev và các thành phố khác, chính thức xâm lược nước láng giềng Ukraine. Mời quý vị theo dõi diễn biến toàn cảnh Nga xâm lược Ukraine trong chương trình Thế giới trong tuần số đặc biệt ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Thế giới trong tuần với biên tập viên Văn Phong và tôi là Tú Trinh. Động thái mới nhất của Nga được đánh giá là một bước đi đầu tiên của việc xâm lược Ukraine. Ngày 22 tháng 2, thế giới đã được Nga tặng cho một món quà bất ngờ khiến cho các chính phủ phương Tây dậy sóng. Và ngày 21 tháng 2, hãng tin Nga RT trích từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh do căng thẳng trầm trọng hơn ở các vùng biên giới Ukraine. Cuộc họp an ninh Nga diễn ra khi xung đột vùng Donbass leo thang. Quân đội chính phủ Ukraine và nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn đã cáo buộc lẫn nhau thực hiện đòn pháo kích dữ dội khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Các quan chức an ninh có vai trò cực kỳ đặc biệt trong mọi quyết sách của Điện Kremlin. Theo báo The Guardian ghi nhận, khi ông Viktor Yanukovych phải rời ghế tổng thống Ukraine và chạy sang Nga vào năm 2014, Tổng thống Vladimir Putin đã triệu hồi khẩn cấp tứ trụ quan chức phụ trách quân đội, an ninh và tình báo. Họ đã thảo luận suốt đêm để có thể lợi dụng tối đa tình hình. Vào sáng ngày hôm sau, Tổng thống Putin tuyên bố, chúng ta hãy bắt đầu làm việc để đưa Crimea trở về với Nga. Song song với cuộc họp an ninh ở Moscow, một diễn biến gây lo ngại khác cũng được hãng tin RT cập nhật. Đó là lực lượng vũ trang Nga báo cáo đã khai hỏa vào một nhóm quân trinh sát và phá hoại của Ukraine định vượt qua biên giới. Hậu quả là khiến 5 binh sĩ Ukraine tử vong, 2 xe bọc thép bị phá hủy. Sau cuộc họp với các quan chức an ninh vào ngày 21 tháng 2, không ai có thể ngờ rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một quyết định gây dậy sóng vào ngày 22 tháng 2. Đó là công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk là hai vùng độc lập. Giải thích vì sao Nga lại có một nước bước đi gây căng thẳng như vậy. Ngoài những cuộc pháo kích ngày càng gia tăng ở khu vực biên giới, ông Putin vẫn bám vào lý do rằng ông làm vậy là để đảm bảo an ninh cho chính Nga trước khả năng Ukraine đang phát triển vũ khí hủy diệt để chống lại Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định đất nước của ông có quyền trở thành cường quốc hạt nhân. Ông cho rằng Kiev từng ký thỏa thuận với các nước lớn về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô tan rã để đổi lại nhận được sự đảm bảo về an ninh. Nhưng nếu an nguy của Ukraine bị đe dọa, họ buộc lòng phải quay trở lại con đường phát triển vũ khí hủy diệt. Cụ thể, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 19 tháng 2, Tổng thống Zelensky trách cứ rằng giác thư Budapest không còn phù hợp vì Nga đã không tôn trọng các thỏa thuận. Vì vậy, Ukraine có quyền nghi ngờ mọi quy định trong giác thư năm 1994 này. Trích lời ông Zelensky cảnh báo, trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, Ukraine từng là cường quốc hạt nhân với kho vũ khí thừa hưởng sau khi Liên Xô sụp đổ. Ukraine về mặt kỹ thuật từng là cường quốc hạt nhân số 3 thế giới vào thời điểm đó. Họ có hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N, gần 50 tên lửa hạt nhân phóng từ tàu hỏa RT-23 Molodets, cũng như một phi đội oanh tạc cơ chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân. Tổng cộng, Ukraine từng dự trữ khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây tìm mọi cách để dập tắt hiểm họa từ vũ khí hạt nhân ở Ukraine, cũng như Belarus và Kazakhstan, theo đó đưa Nga trở thành nước Liên Xô cũ duy nhất có khả năng răn đe hạt nhân. Trong một phát biểu trên truyền hình vào ngày 21 tháng 2, ông Putin thừa nhận tuyên bố của Ukraine về tiềm năng phát triển vũ khí hạt nhân không phải là một lời nói suông. Kiev có các công nghệ và hệ thống phân phối của Liên Xô cho những vũ khí đó. Do đó, việc Ukraine có được vũ khí hạt nhân sẽ dễ dàng hơn nhiều so với một số quốc gia khác.
Ông Putin nhấn mạnh, nếu Ukraine có được vũ khí hủy diệt hàng loạt, thì tình hình thế giới và châu Âu sẽ thay đổi đáng kể. Ông Putin nói, chúng ta không thể để yên cho mối nguy này trở thành sự thật. Chúng ta buộc phải có phản ứng. Đặc biệt, tôi nhắc lại rằng các nhà hảo tâm phương Tây nếu tiếp tục hỗ trợ cho sự xuất hiện của những loại vũ khí như vậy ở Ukraine, nghĩa là họ đang gián tiếp tạo ra một mối đe dọa khác cho đất nước chúng tôi. Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin lại nói Nga buộc phải hành động để bảo vệ an ninh đất nước, bởi vì ông tin rằng phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow bất kể Nga có những hành động nào đối với Ukraine. Và nếu như vậy, thì ông có mọi quyền để thực hiện các biện pháp để đối mặt với các mối đe dọa mới. Về mối đe dọa từ NATO, ông Putin nói, chỉ cần nhìn vào bản đồ để hiểu cách mà các nước phương Tây có giữ lời hứa để ngăn NATO mở rộng về phía đông hay không. Đơn giản là họ đã đánh lừa chúng ta. Đã 5 lần NATO liên tục mở rộng hết lần này đến lần khác. Kết quả là cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang tiến sát gần với biên giới của chúng ta. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu. Nó đã tác động rất tiêu cực đến bản chất của các mối quan hệ quốc tế và dẫn đến việc mất lòng tin lẫn nhau. Ông Putin nói tiếp, chúng tôi có tất cả thông tin rằng vấn đề Ukraine gia nhập NATO đã được quyết định và đó chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi hiểu rõ rằng trong kịch bản như vậy, mức độ đe dọa quân sự đối với Nga sẽ tăng lên đáng kể. Mục tiêu chính của phương Tây chỉ là kiềm chế sự phát triển của Nga và họ sẽ làm điều đó như họ đã làm trước đây. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền và các giá trị quốc gia của mình. Theo ông Putin, trong khi các đề xuất của Nga cho một cuộc đối thoại bình đẳng vẫn chưa được Mỹ và NATO trả lời, thì mức độ đe dọa đối với Nga đang tăng lên đáng kể. Do đó, họ có quyền đưa ra quyết định và các biện pháp để bảo vệ an ninh của chính mình. Và đó đúng là những gì Nga đang làm. Các nhân chứng nói với Reuters, hàng loạt phương tiện quân sự bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân đã tiến vào vùng ngoại thành, thành phố Ly Khai, Donetsk, miền đông Ukraine trong sáng sớm ngày 22 tháng 2. Các phương tiện quân sự không gắn phù hiệu nhưng chúng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ông Putin ký vào hiệp ước hữu nghị với hai khu vực Ly Khai và đã ra lệnh cho binh sĩ Nga triển khai tới khu vực làm nhiệm vụ gọi là gìn giữ hòa bình. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng việc điều quân đến miền đông Ukraine là vì lo sợ khu vực này đang đứng trước bờ vực của một cuộc phiêu lưu quân sự mới của Ukraine mà Nga không thể cho phép và cam kết sẽ không để xảy ra một cuộc tắm máu mới tại vùng đất này. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia cũng cảnh báo các cường quốc phương Tây nên suy nghĩ kỹ lưỡng và không để tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn. Đại sứ Nga nói, chúng tôi vẫn cởi mở cho một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, cho phép một cuộc tắm máu mới ở Donbass là điều chúng tôi không có ý định làm. Thật không may, chúng tôi buộc phải phản ứng lại vai trò cực kỳ tiêu cực từ phía phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ. Thay vì buộc Kiev phải thực hiện các nghĩa vụ của mình, họ chỉ đơn thuần là công khai kích động Ukraine, lặp lại câu thần chú vô nghĩa rằng các nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk không được Nga thực hiện. Điều mà chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh là không có một bên nào thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng hành động của Nga hoàn toàn có chủ đích xâm lược toàn diện Ukraine, chứ không phải chỉ để bảo vệ an ninh như họ nói. Washington Post đưa tin, trong thư gửi cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet, Mỹ nói họ có thông tin Nga có danh sách về những người Ukraine sẽ bị giết hoặc đưa vào trại trong trường hợp Nga tấn công Ukraine. Bức thư được ký bởi bà Bathsheba Neal Crocker, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva của Thụy Sĩ. Trong đó, bà Crocker cảnh báo rằng cuộc xâm lược của Nga và Ukraine sẽ tạo thành một thảm họa về nhân quyền. Bức thư viết rằng những người có nhiều khả năng bị nhắm vào mục tiêu bao gồm những người bất đồng chính kiến ở Nga và Belarus, các nhà báo và nhà hoạt động chống tham nhũng, các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBT. Theo Bloomberg, dẫn lời ba nguồn thạo tin, Mỹ còn bày tỏ lo ngại với đồng minh rằng Nga sẽ tấn công nhiều thành phố của Ukraine ngoại trừ thủ đô Kiev. Các thành phố có thể gặp nguy hiểm bao gồm Kharkiv ở đông bắc, thành phố Odessa và Kherson ở miền nam. Ngày 19 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, tờ Bloomberg đã đưa nhiều thông tin về viễn cảnh Nga tấn công Ukraine. Các thông tin này không bao giờ chính xác. Chúng bị phủ nhận bởi phía Nga và bởi những sự thật xảy ra sau đó. Phản ứng với việc làm của Nga khi ngang nhiên điều động khí tài và binh lính đến hai khu vực Ly Khai của Ukraine, dĩ nhiên là với một cảm xúc vô cùng tức giận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga phá hoại các nỗ lực hòa bình của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không nhượng bộ bất kỳ tất đất nào cho chính quyền Moscow. Ông Zelensky cáo buộc Nga xâm phạm lãnh thổ có chủ quyền Ukraine, và mặc dù Ukraine muốn giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua ngoại giao, nhưng đất nước của ông cũng đã sẵn sàng cho các biện pháp khác nếu ngoại giao không thể xoa dịu căng thẳng. Ông tuyên bố thẳng thừng, chúng tôi đang ở trên mảnh đất của chính mình, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì và bất kỳ ai. Ukraine không mắc nợ ai, do đó chúng tôi sẽ không nhường đất cho ai cả. Theo đó, ông kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp, đồng thời hối thúc các đồng minh của Ukraine phải có hành động chống lại Nga. Trước đó, quân chính phủ Ukraine ở tiền tuyến miền đông ngày 21 tháng 2 tố cáo các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn đã khai hỏa vũ khí hạng nặng nhằm kích động gây ra cuộc giao tranh toàn diện, tạo tiền đề cho Nga xâm lược. Binh sĩ Ukraine đã chiến đấu với phiến quân thân Nga ở Donetsk và Luhansk từ năm 2014, một cuộc chiến tàn khốc mà theo giới lãnh đạo Ukraine báo cáo đã có 15.000 người thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn ký vào năm 2015 đã giúp ngừng lại những màn bắn phá ác liệt nhất. Thế nhưng, các trận pháo kích đã tăng cường độ kể từ tuần trước, trong bối cảnh Nga cũng tập trung từ 150 đến 190.000 binh sĩ áp sát ba phía biên giới Ukraine. Một binh sĩ Ukraine nói với Reuters ở khu vực Cherson do quân chính phủ kiểm soát rằng, trong những ngày qua, giao tranh cực kỳ nóng bỏng, nguy hiểm. Họ bắn chúng tôi từ mọi phía, sử dụng súng cối hạng nặng 120mm, 150mm. Tình huống ngày càng tăng nhiệt. Đây là hành vi nhằm kích động chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải đáp trả. Tôi đoán họ muốn kích thích gây nên một cuộc chiến toàn diện, anh lính Ukraine nói thêm. Ngay phía sau lưng anh là tấm bảng viết dòng chữ cảnh báo có bắn tỉa. Nga phủ nhận ý định xâm lược hàng xóm, nhưng đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự kỹ thuật trừ khi NATO chấp nhận một điều kiện tiên quyết, không bao giờ kết nạp Ukraine vào khối liên minh quân sự này. Một anh lính Ukraine khác có biệt danh Bão Táp chia sẻ, với kinh nghiệm chiến đấu 8 năm qua ở vùng ly khai, chúng tôi hy vọng về điều tốt nhất, nhưng chuẩn bị ứng phó với điều tồi tệ nhất. Hiện tại, sau khi căng thẳng leo lên một nấc cao mới, lo sợ cho sự an toàn của người dân, các lực lượng vũ trang ở khu vực Donetsk đã tiếp tục sơ tán người dân đến Nga. Trẻ em, phụ nữ và người già sẽ được ưu tiên đi trước, trong khi nam giới từ 18 đến 55 tuổi và không có hộ chiếu Nga được yêu cầu ở lại để phục vụ quân đội. Kể từ năm 2014, các vụ pháo kích đã diễn ra phổ biến và người dân địa phương ở khu vực Donetsk đã quen với điều đó. Tuy nhiên, căng thẳng đang gia tăng trong những ngày này đã buộc nhiều người phải chạy trốn để đảm bảo an toàn tính mạng. Tôi đến để tiễn gia đình, trong đó có người vợ đang mang thai của tôi, các em trai và em gái, mẹ và bà. Tôi không biết họ sẽ được sơ tán đến đâu, nhưng ít nhất họ sẽ được an toàn. Hôm qua có một vụ pháo kích gần nhà chúng tôi. Trước đây cũng có những vụ nổ, nhưng không lớn như thế này. Thật là khủng khiếp. Vào thời điểm năm 2014-2015, chúng tôi trốn trong hầm tránh bom hoặc trường học và có thể về nhà sau các vụ tấn công. Nhưng bây giờ thì khác, các vụ pháo kích dường như không có điểm dừng. Nước Nga sẽ giúp chúng tôi. Nếu chúng tôi sơ tán đến đó, thì ít nhất chúng tôi sẽ không phải tiếp tục nghe thấy những tiếng động lớn và lũ trẻ sẽ không sợ hãi nữa. Những người dân đăng ký sơ tán cho biết thêm rằng họ lo ngại sẽ không được gặp gia đình mình nữa vì không ai biết họ sẽ ở lại Nga bao lâu và khi nào tình hình sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, việc Nga công nhận nền độc lập của Cộng hòa Donbass đã gây ra một làn sóng chấn động khắp thế giới, gây ra phản ứng từ lãnh đạo nhiều nước và các quan chức chính phủ cấp cao khác. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, tuyên bố rằng EU và các đối tác quốc tế sẽ phản ứng bằng một sự thống nhất, cứng rắn và kiên quyết trong tình đoàn kết với Ukraine. EU ngay sau đó đã thảo luận về các bước tiếp theo với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Joly, những người đã lên án động thái của ông Putin và khẳng định rằng Canada đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã gặp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đồng thời thảo luận về tình hình đang diễn ra trong các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Vương quốc Anh tuyên bố sẽ phối hợp đáp trả với các đồng minh và tuyên bố sẽ không để yên cho Nga vi phạm các cam kết quốc tế mà không bị trừng phạt. Anh khẳng định thêm rằng động thái này cho thấy Nga đang chọn con đường đối đầu. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki lưu ý rằng Mỹ đã lường trước được động thái này và do đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Nhà Trắng lưu ý các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ là một bước khởi đầu cho áp lực kinh tế mới của Washington đối với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
cùng với việc thông qua các biện pháp trừng phạt có mục tiêu của châu Âu. Tại châu Á, Nhật Bản cho biết họ sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và các quốc gia công nghiệp phát triển trong nhóm G7 áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine. Trái lại, Trung Quốc giữ thái độ trung lập trước cộng đồng quốc tế sau các động thái điều binh đến miền đông Ukraine của Nga. Chia sẻ với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết một hành động của Nga bao gồm việc công nhận độc lập cho các vùng ly khai đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi không thể thừa nhận và mạnh mẽ lên án hành động này. Hôm 22 tháng 1, ông Kishida và các quan chức chính phủ khác của Nhật chưa tiết lộ nước này đang xem xét những biện pháp trừng phạt nào. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc cho biết nước này luôn cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình ở Ukraine. Bắc Kinh kêu gọi các bên cần kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây thêm căng thẳng. Nước này hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên liên quan tiếp tục đối thoại và tham vấn để tìm kiếm các giải pháp phù hợp để giải quyết các mối quan tâm của nhau trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Ở một diễn biến khác, cựu trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Paul Greg Roberts chia sẻ với Sputnik News rằng việc Nga công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk độc lập khiến cho Mỹ không còn cơ hội mượn gió bẻ măng, dùng Ukraine và xung đột ở các khu vực ly khai ở miền đông nước này làm đòn bẩy chống Nga. Ông Roberts tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể thực sự nhẹ nhõm trước động thái của Nga. Ông nói ông Zelensky sẽ không còn bị lệ thuộc Washington. Giờ đây, khi Nga công nhận các nước Cộng hòa, nhà lãnh đạo này có thể chống lại việc Mỹ dùng quân đội Ukraine để tấn công lực lượng thân Nga ở Donbass. Dù vậy, ông lưu ý Washington sẽ không ngừng tìm cách khác để kiềm chế Moscow. Cựu quan chức cho biết Nga đã cố gắng trong 8 năm qua để giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass và xem khu vực này là một phần lãnh thổ của Ukraine. Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào hôm 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức đã bày tỏ thất vọng về các cuộc đàm phán của Mỹ, NATO, EU trong 8 năm qua không bao giờ đi đến đâu. Ông Roberts nói không thể không ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Moscow, mặc dù sự kiên nhẫn đó phải trả giá bằng mạng sống của người Nga ở Donbass. Bây giờ Điện Kremlin đã hết kiên nhẫn và tôi không nghĩ rằng họ sẽ còn kiên nhẫn với phương Tây trong tương lai. Vị cựu quan chức cho biết Ukraine không thể nào được gia nhập NATO trừ khi nền quân sự Nga sụp đổ. Đối lập với sự lên án của thế giới, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã trở thành một trong những nguyên thủ đầu tiên trên thế giới lên tiếng ủng hộ lập trường của Nga đối với Ukraine khi cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho hai khu vực thuộc sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga. Trong bài phát biểu ở Managua, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, người từ lâu đã lên tiếng phản đối ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Mỹ, đã lên tiếng bảo vệ động thái công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã công nhận nền độc lập của Donetsk và Lugansk trong bối cảnh các lực lượng ở Ukraine đang tìm cách tiêu diệt họ. Phải nhìn nhận những người Nga sống ở hai khu vực trên mới có thể hiểu được quyết định này. Và phản ứng người dân khu vực trên như thế nào, chúng ta đều đã rõ. Tôi hy vọng quyết định này sẽ gửi một thông điệp để các nước có thể hiểu rằng thứ Nga muốn đó chính là an ninh. Ông Ortega cũng cho rằng nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine được coi là một mối đe dọa với Nga. Tôi cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Mỹ và các nước EU hiểu rằng đây là lúc họ nên tìm kiếm sự thấu hiểu và các thỏa thuận vững chắc hơn là gây ra một mối thảm họa lớn cho hành tinh này. Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã đến thăm Nicaragua, Venezuela và Cuba, các đồng minh quan trọng của Nga ở Mỹ Latin, và cho biết Nga sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương với cả ba nước. Mỹ đã lên tiếng cáo buộc kết quả bầu cử ở Nicaragua vào tháng 11 năm ngoái bị gian lận theo hướng có lợi cho ông Ortega và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức nước này. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Brian Nichols tuyên bố chính phủ của nhà lãnh đạo kỳ cựu Nicaragua đang tự cô lập khỏi Hiệp hội các quốc gia Hoa Kỳ. Và quay trở lại với nội bộ nước Nga, chắc chúng ta cũng thắc mắc liệu cách hành xử mới nhất của ông Putin có được người dân Nga ủng hộ hay không? Câu trả lời là có. Họ cho rằng quyết định công nhận Lugansk và Donetsk của Tổng thống Vladimir Putin là việc nên làm. Tôi nghĩ quyết định trên đã được đưa ra nhằm củng cố hòa bình, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân trong khu vực. Đó là quyết định sáng suốt nhất dành cho họ.
gói biện pháp nhằm thực hiện các thỏa thuận Minsk vào năm 2015 đã được tất cả các bên công nhận là một văn kiện chính trị cơ bản và ràng buộc để giải quyết vấn đề Ukraine. Gói biện pháp này cũng đã được thông qua bởi nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an. Dù vậy, theo ông Putin, Nga đã làm mọi cách để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng cách đấu tranh cho việc thực hiện các thỏa thuận Minsk năm 2015, nhưng mọi sự nỗ lực cuối cùng đều vô ích. Các đợt giao tranh gián đoạn đã nổ ra dọc theo ranh giới ngừng bắn, vốn hình thành sau khi hai vùng Donetsk và Luhansk ở cực đông Ukraine ly khai cách đây 8 năm. Cho đến giờ thì ngoài Nga, hai vùng này vẫn chưa có sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Giống với anh Andrei thì ông Amer, một cư dân Moscow khác, cho biết ông ủng hộ quyết định công nhận độc lập, song lưu ý rằng sẽ có một số hậu quả tiếp theo sau cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua. Tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Thực tế thì không có cách nào có thể ngăn được xung đột. Hai bên đã cố gắng thương lượng nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Quyết định của Tổng thống Putin đối với tôi là giải pháp duy nhất lúc này, dù nó có thể kéo theo hậu quả như các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Suy cho cùng thì quyết định nào cũng có ưu khuyết riêng. Và việc công nhận hai vùng Donetsk và Luhansk là điều đúng đắn nên làm, ông nói. Trong một động thái bất ngờ, Nga đã phát động chiến tranh toàn diện với Ukraine và oanh tạc nhắm mục tiêu vào các thành phố, theo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba vừa viết trên Twitter. Hãng tin Interfax Ukraine báo cáo rocket đã tấn công hàng loạt cơ sở quân sự trên khắp Ukraine, đồng thời binh sĩ Nga đổ bộ vào các thành phố cảng ở miền nam là Odessa và Mariupol. Các nhân viên và hành khách sơ tán khẩn cấp khỏi phi trường Borisyn. Phóng viên CNN cho biết thủ đô Kiev cũng đã bị oanh kích. Ngoại trưởng Kuleba khẳng định Tổng thống Putin đã phát động chiến tranh tổng lực vào Ukraine, các thành phố yên bình của Ukraine đang bị tấn công. Ukraine sẽ phòng vệ và sẽ chiến thắng. Thế giới cần phải làm mọi điều có thể để ngăn Tổng thống Putin và phải hành động ngay bây giờ. Theo Reuters, cuộc xung đột có thể biến thành chiến tranh lớn ở châu Âu. Ngay khi ông Putin phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, nhiều tiếng nổ vang trời đã xé toạc không khí tĩnh mịch lúc tờ mờ sáng ở thủ đô Kiev của Ukraine. Một số vụ nổ súng diễn ra gần sân bay chính của thủ đô, hãng tin Interfax cho hay. Ông Putin khẳng định đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực ly khai miền đông Ukraine và việc đụng độ giữa lực lượng vũ trang hai nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Vài giờ trước đó, các thủ lĩnh ly khai đã kêu gọi Moscow giúp đỡ chống lại cái gọi là sự hiếu chiến của chính phủ Ukraine. Mỹ cho rằng lời kêu gọi nằm trong âm mưu tung tin đồn sai lệch của Điện Kremlin để đem quân tiến đánh hàng xóm. Ông Putin khẳng định đã yêu cầu lực lượng Nga bảo vệ người dân, cũng như kêu gọi phía Ukraine buông vũ khí đầu hàng. Chính quyền Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các vụ đổ máu, ông Putin tuyên bố. Nhà lãnh đạo cũng nhắc lại quan điểm rằng NATO mở rộng hoạt động quân sự về phía đông và bỏ ngỏ khả năng kết nạp Ukraine là những điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên, tự bảo vệ chính mình khỏi các mối đe dọa nảy sinh từ Ukraine. Chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn về khủng hoảng Ukraine ở thành phố New York. Một bản nghị quyết kêu gọi Moscow dừng lại hành động hung hăng với hàng xóm, dự kiến sẽ không thể thông qua vì Nga có quyền phủ quyết. Theo đài Sky News của Anh, trong những ngày gần đây, phương tiện quân sự của Nga di chuyển gần biên giới Ukraine đã có những ký hiệu kỳ lạ. Một chuyên gia cho biết những ký hiệu này thường được dùng để liên lạc giữa các đơn vị quân đội chuẩn bị ra chiến trường. Chúng chỉ xuất hiện ít lâu trước khi bùng nổ cuộc chiến. Một trong những ký hiệu là chữ Z trong ô vuông, được sơn lên nhiều xe tải. Cụ thể hơn là những chiếc xe quân sự ở gần thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Ukraine chỉ 20 dặm và cách thành phố Kharkiv của Ukraine khoảng 45 dặm. Đang có nhiều lo ngại Kharkiv, thành phố 1,4 triệu dân có thể bị Nga tấn công trong thời gian tới. Nhiều ký hiệu khác cũng lần lượt xuất hiện, chẳng hạn như chữ Z được vẽ trong hình tam giác thay vì hình vuông. Các phương tiện quân sự Nga mang ký hiệu bí ẩn đã xuất hiện ở nhiều nơi sát Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea. Chúng có thể nhằm hai mục đích. Thứ nhất là đánh dấu những loại phương tiện này thuộc về Nga, giúp chúng không bị đồng đội phản lưới nhà tấn công. Ngoài ra, mục đích khác là đánh dấu những nhóm tấn công khác nhau và mục tiêu khác nhau. Giáo sư Michael Clark, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng RUSI, cho biết những ký tự của Nga dường như liên quan đến các vị trí địa lý, nơi mà Moscow có thể thực hiện các mũi tấn công chiến lược nhằm vào hàng xóm. Giáo sư cho biết, dựa trên việc Nga sử dụng nhiều ký hiệu khác nhau, có lẽ chúng sẽ được điều chuyển tới các vị trí khác nhau, chẳng hạn như một đoàn xe tới Đông Bắc, còn đoàn xe khác tới phía Tây Bắc của một địa phương. Giáo sư Clark cho rằng, các biểu tượng nói trên được dùng phổ biến trong chiến tranh và chúng thường chỉ xuất hiện ngay trước thời điểm giao chiến để tránh bị kẻ địch sao chép và làm nhiễu loạn thông tin.
Theo Sky News, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Nga vẫn giữ bầu không khí căng thẳng với Ukraine. Hình ảnh vệ tinh thể hiện một bệnh viện dã chiến đã được dựng lên ở thành phố Nga Belgorod. Xung quanh đó, vệ tinh cũng chụp được nhiều thiết bị quân sự. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy quý vị đang theo dõi rất nhiều các bản tin thế giới trên kênh FBNC, đặc biệt là diễn biến của chảo lửa Đông Âu. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều bình luận và nhiều câu hỏi quý vị khán giả gửi đến. Và dựa trên những câu hỏi được lặp lại nhiều nhất, thì trên những thông tin tổng hợp và nghiên cứu của ban biên tập viên, thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị những nhận định hợp lý nhất ngay sau đây, cùng với biên tập viên Văn Phong. Thưa anh Phong, chúng ta thấy rằng là động thái mới nhất của Nga đó là công nhận vùng hai nước Cộng hòa Donbass độc lập khỏi Ukraine. Thì ngoài cái việc để khiến cho Nga có thể hợp thức hóa việc điều động binh lính đến khu vực miền đông giáp với biên giới của Ukraine, thì theo anh Ukraine sẽ có một cái thiệt hại gì sau việc này? À vâng, thưa chị và thưa quý vị và các bạn. Trước mắt là chúng ta nhìn thấy hai cái thiệt hại lớn đầu tiên. Đó là mất chủ quyền lãnh thổ, mất cái lòng tự tôn dân tộc. Tại vì hai cái tỉnh này cũng là hai tỉnh khá lớn ở miền đông. Khi mà một phần lãnh thổ của mình bây giờ tự nhiên nó thoát khỏi cái sự quản lý của chính quyền trung ương, thì đây là một cái nỗi đau và một cái sự dây dứt rất lớn đối với người dân Ukraine. Cái kịch bản của bán đảo Crimea năm 2014 đã lặp lại. Và cái thiệt hại thứ hai đó là cái giấc mơ mà Ukraine gia nhập NATO bây giờ là gần như còn bằng không. Bởi vì NATO sẽ không bao giờ kết nạp một thành viên mà thành viên đó đang gặp phải rất là nhiều những vấn đề nội bộ ở bên trong. Ví dụ như là chủ quyền lãnh thổ không được thống nhất, đang có xung đột, đang có chiến tranh, là không bao giờ NATO kết nạp những thành viên như vậy. Cho nên đó chính là hai cái thiệt hại đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy Ukraine sẽ phải gánh chịu và còn rất là nhiều những cái hệ lụy ở phía sau nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái thuật ngữ gọi là chiến tranh Donbass, Donbass War thì cũng đã được nói rất là nhiều, bởi vì đây là một diễn biến về quân sự cũng như là về an ninh và nội bộ của một quốc gia, đó là Ukraine. Nhưng mà đến thời điểm này ngày 22 tháng 2 thì có thể thấy rằng là việc công nhận độc lập của hai vùng ly khai này chỉ là từ phía Nga thôi. Thế giới không ai công nhận cái việc này cả. Và nếu như vậy thì cũng chưa hẳn rằng là hai nước Cộng hòa Donbass được coi là đã độc lập khỏi Ukraine. Thì anh suy nghĩ gì về cái quan điểm này? À vâng thưa chị, đúng là như vậy. Hiện tại thì chỉ có Nga mới công nhận hai quốc gia này độc lập thôi. Cho nên trên bình diện quốc tế thì cái điều đó nó không có giá trị. Hai vùng này sẽ không bao giờ được EU, Mỹ, rồi Nhật hay là Liên Hợp Quốc để kết nạp. Tại vì chỉ có một Nga chấp nhận thôi. Cho nên cái khía cạnh độc lập ở đây chúng ta phải hiểu rằng độc lập là độc lập từ góc nhìn của chính quyền Nga. Đúng rồi. Chứ không phải là độc lập dưới góc nhìn của một thành viên Liên Hợp Quốc. Đúng rồi, như vậy thì Ukraine có thể bất kỳ lúc nào đó trong tương lai cũng có thể tuyên bố rằng là hai cái vùng này vẫn thuộc lãnh thổ của Ukraine. Và như vậy thì chúng tôi vẫn có cái quyền để mà bảo toàn cái toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và không công nhận cái việc Nga có quyết định như thế nào và có muốn làm như thế nào. Và rõ ràng rằng là cái việc mà điều động binh lính của Nga đến khu vực Ukraine, đến hai cái khu vực ly khai này thì cũng bị cộng đồng thế giới lên án rất là nhiều và cho rằng là Nga đã làm một cái việc gọi là xâm phạm lãnh thổ một cách trái phép, một cách trái pháp luật. Tuy nhiên chúng ta nói thêm về phía Ukraine thì khi mà nói nôm na là cứ cho là để mất đi hai nước Cộng hòa Donbass, thì Ukraine có phải chịu trách nhiệm gì đó ở cái việc mà để mất Donetsk và Luhansk không? Theo theo quan điểm của riêng tôi thì chính phủ Ukraine hiện giờ phải chịu trách nhiệm rất là lớn trong việc để mất Donbass. Tại vì Tổng thống Zelensky thì ông cũng có một số chính sách không thân thiện với Nga. Ví dụ như là ông hạn chế tiếng Nga sử dụng trong các nơi công cộng hoặc là trong các trường học. Và có một số những cái chính sách khác mà có tư tưởng khá là thù địch với Nga, và rất là nghiêng một cách mạnh mẽ về châu Âu. Trong khi đúng ra thì ông phải nên hiểu một cách rõ ràng rằng mình là một quốc gia ở giữa, mình bị kẹp giữa hai cái thế lực rất là lớn, một bên là phương Tây, một bên là Nga, thì mình phải làm sao cố gắng duy trì một chính sách khôn khéo. Ví dụ như nếu chị Trinh có để ý thì ở một quốc gia láng giềng của Nga là Moldova, họ cũng có một khu vực mà hiện tại quân Nga đang đóng ở đó, đó là khu vực Transnistria. Thì khu vực này cũng rất nhiều người, phần lớn đều nói tiếng Nga, đều mang hộ chiếu Nga.
và có quân Nga đang đóng ở đó. Tuy nhiên họ không tuyên bố độc lập và Nga cũng không ủng hộ vùng này độc lập. Bởi vì chính quyền Moldova họ duy trì một chính sách đối ngoại khá là thân thiện với cả Nga và châu Âu. Không nhất thiết là phải gia nhập NATO mình mới có thể phát triển kinh tế được. Ví dụ như trong trường hợp Moldova là một ví dụ. Cho nên tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, nếu như Ukraine có một chính sách đối ngoại khôn ngoan hơn và khôn khéo hơn thì rất có thể Nga sẽ không công nhận độc lập cho hai tỉnh ở Donbass đâu. Cũng giống như họ không công nhận độc lập cho cái vùng kia ở Moldova. Cho nên tôi nghĩ rằng với một số chính sách cực đoan của mình, đặc biệt là chống Nga, thì chính quyền Ukraine cũng phải chịu trách nhiệm trong việc để mất Donbass. Tất nhiên là nếu mà mình nhìn từ góc độ luật pháp quốc tế thì việc Nga công nhận độc lập cho vùng này cũng như là mang quân vào lãnh thổ của một nước có chủ quyền thì nó hoàn toàn vi phạm các cái thông lệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là một hành động của Nga cho thấy rằng là họ đang muốn trở thành một đất nước có thể bá chủ thế giới. Thì dựa trên cái phân tích của anh thì liệu rằng đây có đúng là một cái chiến lược của Nga hay không? Vâng thưa chị, thời gian qua một số phương tiện truyền thông cũng đề cập như vậy, rằng đây là một trong những bước đầu tiên để Nga quay trở về với thời kỳ siêu cường giống như Liên Xô trước kia chẳng hạn, để trở thành bá chủ thế giới hoặc là cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu. Tuy nhiên thì tôi lại suy nghĩ khác, bởi vì nếu chúng ta để ý, một đất nước mà muốn trở thành siêu cường toàn cầu ít nhất phải có 3 điều kiện. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về sức mạnh mềm và thứ ba là về quân sự. Thì chúng ta để ý là kinh tế Nga bây giờ khá là yếu kém. Tổng GDP của họ thậm chí còn thua một tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc nữa và thua một đất nước nhỏ như Hàn Quốc. Cho nên cái tầm ảnh hưởng của kinh tế Nga rất ít, chủ yếu là trên một số khách hàng mua khí đốt và năng lượng của họ thôi. Thứ hai là sức mạnh mềm. Sức mạnh mềm của Nga thì cũng không nhiều. Sức mạnh mềm là gì? Thí dụ như là văn hóa hay ngôn ngữ. Chúng ta xét ở khía cạnh ngôn ngữ đi. Trong khi Mỹ là bá chủ toàn cầu bởi vì tiếng Anh được nói ở khắp nơi trên thế giới. Hay là Trung Quốc thì tiếng Trung Quốc cũng đang được dạy ở rất nhiều những trường đại học, gần như nước nào cũng dạy tiếng Trung Quốc. Và cái việc dạy tiếng Trung Quốc nó đang càng ngày càng nở rộ. Trong khi tiếng Nga thì gần như đã lụi tàn kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Cho nên về kinh tế đến sức mạnh mềm thì Nga đều không mạnh. Về quân sự thì Nga cũng chỉ mạnh một nửa thôi. Đó là mạnh về vũ khí hạt nhân và vũ khí trên bộ binh. Trong khi đó một cường quốc hàng đầu thì lực lượng quân sự, đặc biệt lực lượng hải quân phải sẵn sàng được triển khai tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới, bất kỳ đại dương nào cũng có thể phong tỏa. Thì hiện tại chỉ có duy nhất là Mỹ làm được điều này. Cho nên tôi nghĩ rằng với một người mà thâm sâu về chính trị như Tổng thống Putin, ông hiểu rất rõ là khả năng Nga không thể là một siêu cường toàn cầu được. Cho nên cái mục đích thật sự của Nga trong việc mà gây xung đột với Ukraine như chúng ta thấy những ngày qua, theo quan điểm của riêng tôi, chỉ đơn giản là ông muốn bảo vệ người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại những quốc gia đó, chứ không phải là với ước muốn trở thành bá chủ toàn cầu. Nhưng mà nếu như mà nói về phương diện kinh tế thì cái việc làm của Tổng thống Putin, mặc dù là như anh nói rằng là có thể bảo vệ được cộng đồng người Nga, nhưng mà vô hình chung nó sẽ làm cho kinh tế của Nga nó càng bị lụng bại hơn hoặc là sẽ yếu hơn, bởi vì nó sẽ liên tục bị giáng những cái đòn trừng phạt của các nước phương Tây. Như vậy thì làm sao mà cứu vãn được kinh tế? Vâng, thì đúng là như chị nói, Nga quyết tâm công nhận độc lập cho hai vùng này, tức là họ đã đánh đổi lợi ích kinh tế của mình cho những cái mục tiêu địa chiến lược. Và hiện tại thì Nga vẫn đang bị phương Tây trừng phạt, cho nên họ cũng có những cái biện pháp để lách và làm sao để thoát khỏi lệnh trừng phạt này. Ví dụ như nếu chị Trinh để ý thấy thì thời gian qua Nga đã quay sang phía đông. Họ tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Thậm chí họ sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc trong một số lĩnh vực. Ví dụ như ở Olympic Bắc Kinh vừa rồi, chúng ta thấy lần đầu tiên Tổng thống Putin đã công khai phát biểu rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Có nghĩa rằng Nga đã thay đổi quan điểm chính trị một cách mạnh mẽ để tăng cường cái sự hợp tác với Trung Quốc và để đổi lại việc Trung Quốc sẽ nhượng bộ một số lợi ích khác. Thì quay sang quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với châu Á, ví dụ như quan hệ Ấn Độ chẳng hạn, thì cũng là một trong những cách để Nga làm sao giảm bớt những thiệt hại liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây trong thời gian qua. Đúng vậy, hết sức thú vị, và chúng ta thấy rõ rằng là Trung Quốc cũng đã thể hiện rõ cái sự coi như là nghiêng về phía Nga của mình khi mà họ chỉ lên tiếng rằng là
họ sẽ ủng hộ những cái biện pháp hòa giải, biện pháp ngoại giao thôi, nhưng mà cũng không có một cái lên án cứng rắn đối với phía Nga. Thì rõ ràng rằng là có thể nói là Nga, Trung Quốc là gần như là đồng minh của nhau rồi. Và như vậy thì sẽ có được, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiều những cái hợp tác của Nga và Trung Quốc trong tương lai. Và nhiều người cũng có nói rằng là Nga sẽ có những cái bước tiến cứng rắn hơn, hoặc là có những cái quyết định làm leo thang căng thẳng ngay sau khi mà Trung Quốc kết thúc Olympic. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Olympic kết thúc vào ngày 20 tháng 2 đúng không? Thì như vậy thì ngày 22 tháng 2 là lập tức đã có một cái diễn biến mới liên quan đến chảo lửa Đông Âu và giữa Nga và Ukraine. Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến khủng hoảng Đông Âu cũng như các tin tức thế giới khác trong các bản tin của FBNC. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi. Và đến bây giờ thì chương trình Thế giới trong tuần cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.